Dạ alo, em chào anh ạ. Anh có phải anh Nguyễn Văn Vượng ở số nhà 47B, tổ 29, phố Phạm Đôn Lễ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, em chào anh ạ. À, em là nhân viên chăm sóc khách hàng thảo dược cai thuốc lá Thái Lang Nghị anh ạ. Dạ vâng. Dạ, anh có mua một sản phẩm của bên em sử dụng thì em xin phép anh gọi điện 3 phút để hỏi thăm về tình hình sử dụng sản phẩm của bên em được không anh? Vâng. Dạ. À, anh cho em hỏi là trong quá trình sử dụng thì anh cảm thấy là mình đỡ thèm thuốc không ạ? Nó cũng có đấy, nó cũng đỡ. À, thế thì anh cho em hỏi là sau khoảng bao nhiêu ngày thì anh cảm thấy là vị thuốc không còn ngon nữa ạ? Phải đến 4-5 ngày. À, 4 5 ngày, vậy thì bây giờ là anh không hút thuốc nữa đúng không anh? Vâng. Dạ, vậy là anh cai thành công rồi đấy ạ. Vâng. Dạ vâng, vậy thì trong quá trình sử dụng cai thuốc lá bằng thảo dược này mà anh cảm thấy hiệu quả thì anh giới thiệu cho bạn bè giúp bên em anh nhé. Vâng. À, dạ vâng ạ, thế em cảm ơn anh ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Vâng. Dạ. Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị vì sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ cai thuốc lá an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.